Rồi hello, chào cả nhà mà ha. Rồi hôm nay em về được bốn con nữa cô chú anh chị mình đây đó. Rồi em cũng có thay dây rồi hết ha đó. Nó thì bộ mẹ con ha, đây cái tơ đang đực ha. Rồi đầu tiên giới thiệu cho cô chú anh chị mình luôn, đây con bò đầu tiên ha đó. Đây đang đực lai ha, này dàn đầu nè, sấy bốn yên nghiêm chỉnh hết ha, đực lai mà sấy bốn nghiêm chỉnh luôn đó, chân cẳng mầm bự luôn ha. Con đây thì chiều cao nó liền 1 mét đổ lại nha cô chú anh chị, 1 mét đổ lại ha. Nó nằm khoảng 95 97 phân ha. Đó. Mông đít nó bự ha. Con đây thì tách mẹ lâu ha. Bóng mượt luôn. Không có UB gì ha cô chú anh chị. Đó. Mập mạp tròn trịa ha. Sấy bốn nghiêm chỉnh luôn. Mò lai mà sấy bốn nghiêm chỉnh luôn ha. Đầu tròn trụi lũi luôn ha. Đây dàn lưng nè. Lưng dai đều hở hết ha. Đó. Con số 1 ha, con đực ngang cô chú anh chị. Đó, vẫn mông vẫn đùi đó, mình quay hai bên cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đó. Rồi con đầu tiên báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 10 triệu ha. Đó. Thì cô chú anh chị coi ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Đó. Con này ai nuôi ai thịt cũng được ha. Dư ký luôn à ha. Con này dư ký luôn à. Đó. Rồi em bước qua con cái tơ ha. Đây con cái tơ nè, chiều cao con cái tơ đây là 1m22 bò ha, 1m22 bò đó, sấy bốn nghiêm chỉnh ha, chân bự ha, dàn đầu nè đó, sấy bốn nghiêm chỉnh luôn, dàn lưng nè đó, sấy lưng nữa ha, chân bự ha, chân kiền khú móng sò luôn nha cô chú anh chị. Đó, móng sò chân bự luôn ha, yếm thì lạp phệt, rúng dài luôn nè, ở dàn rúng đó. Đó. Chiều cao là 1m22 ha. Sấy bốn nghiêm chỉnh hết ha. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Bò thì đẹp ha, đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đây, vẫn mông cậy đuôi bự luôn. Em quay hai bên cho cô chú anh chị mình xem luôn. Nó cậy đuôi bự luôn ha. Nó chân cẳng đó. Đó, mong mong ha. Con cái tơ ha. Con cái tơ. Dàn đầu nữa ha. Đó, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Rúng thì rúng dài luôn nè, rúng chiền dậu yếm luôn ha. Đó. Lưng thì lưng đôi luôn. Từ trước lên tới sau luôn ha, rúng chiền từ trước lên tới sau. Chiều cao là 1m22 bò ha. Đó. Em quay kỹ ha, đuôi dài ha. Đó, từng con. Rồi con cái tơ đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 18 triệu ha. Đó. Thì cô chú anh chị cứ coi ưng ý con bò nào cứ alo cho em ha. Đó, hai con. Nay em cũng có mấy con này, em cũng quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Thật là kỹ ha. Rồi, em bước qua bộ mấy con đực ha. Đó. Đây. Em quay trước con đực cho cô chú anh chị mình ha. Đực nè. Đực đây sấy bốn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị, móng sò luôn ha, đứng thẳng hết nè, cao ráo dài đòn luôn. Mẹ thì mới đẻ lứa đầu tiên à, con đầu tiên con đực này ha. Đó, chủ cho ăn rôm á, cho nên bò mẹ nó thiếu sữa nha cô chú anh chị, nên bò con nó khô rồi. Về cô chú anh chị mình nuôi cho nó ăn uống cám với lại ăn rôm vô, ở quên ăn cỏ ha. Đó, tại chủ nào giờ cho ăn rôm không à. Đó, cho nên bà con hơi khô bò ha. Đó. Mẹ con thì đẹp ha. Con nào cũng vậy hết. Đó, bà con nè. Đó, em tiến lại gần cho cô chú anh chị mình xem bò con ha. Chân cẳng ha. Con đây từ hơn 2 tháng nha cô chú anh chị, hơn 2 tháng ha. Con mẹ thì mới đẻ con đầu tiên ha. Đó. Đang bà con, em quay hai bên luôn cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, bò con ha, đẹp ha. Đó, bò con chừng 7 tắc ha, 7-8 tắc kìa. Đó, hơn 2 tháng, cao ráo ha, dài đòn luôn. Sấy bốn nghiêm chỉnh hết, mẹ con sấy bốn nghiêm chỉnh hết ha. Đó, rồi em tiếp qua con mẹ nè. Đó, chân cẳng con bò mẹ ha. Chân bự, móng sò đứng thẳng luôn, dàn đầu nó đây. Đó, đó dàn đầu ha. Sấy bốn nghiêm chỉnh luôn, nhận lưng nè. Đó,
Bò mẹ thì chiều cao nó là 1m27 bò ha, 1m27 bò đó. Đây rúng dài chiền từ trước lên tới sau ha, nó bộ vú ha, bốn vú đều luôn đó. Chiều cao là 1m27 bò ha, con mẹ này mới đẻ lứa đầu tiên nha đó. Đây đuôi đó ha. Đó, em quay kỹ hai bên cho cô chú anh chị mình xem luôn, mới đẻ con đầu tiên ha, đực ha, đực xin ha. Đó đây bò mẹ, đây cây đuôi bự luôn ha, bò mẹ cũng lớn tàn lắm nha cô chú anh chị, mới đẻ con đầu mà bự tàn ha. Đó khoảng cách của em hiện quay rất là xa ha, cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Đó rồi, bộ mẹ con em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, 20 triệu 500, 20 triệu 500 ha. Đó mẹ con mà có 20 triệu 500 ha. Đó thì đây cô chú anh chị mình nuôi chừng vài tháng nữa bán bò con thôi cũng trên 10 triệu ha. Đó bò mẹ thì mình vô nọc nữa rồi thôi, qua năm đẻ nữa rồi đó. Rồi em báo giá lại luôn ha, mẹ con là 20 triệu 500 ha. Đó rồi, thôi video nó cũng dài ha, rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo, rồi bye bye.